Bạch sư cho con hỏi, việc thực hành tứ niệm xứ là thấy rõ tam tướng khổ, vô thường, vô ngã. Lúc đó sẽ sinh ra sự nhàm chán các pháp thế gian, kể cả những việc thiện mình làm, đến một lúc nào đó cũng không còn thọ hỷ trong khi làm nữa. Cho con hỏi, quãng đời còn lại mình lấy động lực nào để sống tiếp ạ? Và sự nhàm chán tẻ nhạt đó kéo dài lâu có sinh ra tâm sân vi tế không? Và khi quý vị hỏi như thế này có nghĩa là do quý vị thực hành nó chưa có tới nơi tới chốn. Cứ tiếp tục theo dõi tam tướng. Đối với hàng cư sĩ thì cái chuyện mà nhàm chán của quý vị nó chỉ là cái sự nhàm chán thoáng qua, sau đó đâu cũng vào đó. Giống như ăn cái món nào đó, ăn thì nó ngán, bỏ một thời gian tự nhiên nó thèm lại. Tức là sự nhàm chán sanh tử của cư sĩ thì đa phần là sự nhàm chán thoáng qua, nó không có bền. Cho nên quý vị nói là bây giờ đời, quãng đời còn lại sống tiếp sao, thì sư nghe nó buồn cười lắm. Nó y như cái người mà nó ăn, ví dụ như ăn cơm lâu lâu tự nhiên thấy nó chỗ ngán quá, không có ăn cơm nữa. Tự nhiên cái họ suy nghĩ là uống vậy rồi cái quãng đời còn lại mình không có ăn cơm nữa, mình sống làm sao ta? Nó rất là nhảm, quý vị hiểu không? Sư Vũ dùng cái từ nhảm. Tại cái nhàm chán nó chỉ là cái nhàm chán thoáng qua thôi. Vì rõ ràng là sau đó mình lại tiếp tục mình ăn nữa. Cho nên không có cái chuyện mà để quý vị phải lo lắng cái chuyện mà sau này rồi mình phải làm sao nữa đâu. Không có chuyện đó đâu, yên tâm đi. Chỉ có khi quý vị đủ nhàm chán, đủ nhàm chán, quý vị sẽ hướng đến đời sống xuất gia ly dục. Chỉ khi nào quý vị sống trong đời sống xuất gia ly dục á, thì lúc bây giờ cái đời sống còn lại thì hẳn nghĩ tới cái này ha. Thì lúc bây giờ một vị xuất gia thì cái đời sống còn lại của vị đó, cái mục tiêu của vị đó là gì? Là vun bồi giới học, định học và tuệ học. Đơn giản thế thôi. Có những vị, quý vị nhìn các vị đó hoằng pháp, nhưng mà cái tâm lý của mỗi một vị hoằng pháp nó không có giống nhau. Có những vị, vị đó hoằng pháp là bởi vì vị đó hướng đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vị đó nghĩ là cái việc hoằng pháp là cái việc lớn, mình có nguyện lớn, mình phải làm việc lớn, cho nên là mình hoằng pháp lợi sinh, rồi mình làm cho mọi chuyện nó lớn để mình hướng tới cái quả vị lớn. Nhưng mà còn có những vị á, vị đó nhàm chán và nói là tu rồi quán tam tướng của nó chán lắm rồi, nản sanh tử lắm rồi, chỉ muốn đi sớm càng tốt. Nhưng mà vị đó vướng cái một cái nguyện nào đó mà vị đó phải làm cho xong cái nguyện đó, vị đó mới bỏ đi được. Thì trong thời gian mà vị đó còn có cái nguyện nó còn bị vướng thì tiện tay giúp được ai thì giúp. Mà cái chuyện mà tiện tay giúp được ai thì giúp đó, nó bao gồm cái chuyện là thuyết pháp, cái chuyện là hoằng pháp. Rồi thì người ta mến thì người ta đến với vị đó. Nhưng mà cái tâm vị đó nó không có cái chuyện là đặt nặng cái việc là hoằng pháp. Chẳng qua là tiện đường thôi. Trên con đường gọi là hoàn thành cái nguyện của tôi thì tiện tay tôi kéo. Cho nên cái mục đích của mỗi một vị hoằng pháp nó không có giống nhau. Đừng có nhìn bên ngoài nó giống, nhưng mà cái mục đích, cái cuối cùng nó không có giống.
Có người á, người ta làm chỉ vì người ta trả ơn. Có người người ta làm á, làm vì người ta tìm cái công đức. Cho nên là cái mục đích nó không có giống nhau.